Chào mừng anh chị và các bạn đến với kênh Giá heo hơi 24 giờ hôm nay. Chúng tôi luôn cập nhật những thông tin mới nhất về thị trường giá heo tại Việt Nam. Lời đầu tiên ban biên tập xin gửi đến quý anh chị và các bạn lời chúc sức khỏe, hạnh phúc, thành công và gặp nhiều may mắn. Nếu như đây là lần đầu tiên anh chị và các bạn đến với kênh này thì rất mong anh chị và các bạn bấm vào nút đăng ký bên dưới để ủng hộ kênh và không bỏ lỡ những video mới nhất nhé. Sau đây là nội dung chi tiết giá heo hơi ngày 24 tháng 9 năm 2022 tiếp tục biến động. Bà con chăn nuôi kỳ vọng và đợt tăng giá mạnh sắp tới. Ông Nguyễn Kim Đoán, Phó Chủ tịch Hiệp hội Chăn nuôi Đồng Nai, cho biết ở chợ thịt heo tiêu thụ chậm, kéo theo giá heo hơi tại Đồng Nai giảm xuống mức 60.000 đến 62.000 đồng trên kg. Từ cuối năm 2020 đến nay, giá thức ăn chăn nuôi đã tăng 17 lần liên tiếp. Các chi phí khác trong chăn nuôi cũng tăng phi mã đẩy giá thành sản xuất lên 60.000 đến 62.000 đồng trên kg heo hơi xuất chuồng. Đây là mức giá thành dựa trên những hộ chăn nuôi tự chủ được con giống. Tỷ lệ hao hụt ít. Giá heo hơi miền Bắc. Theo ghi nhận giá heo hơi tại các tỉnh miền Bắc duy trì ở mức 56.000 đến 59.000 đồng trên kg. Một số trại của các doanh nghiệp hoặc những đàn heo đẹp tại các tỉnh đồng bằng Bắc Bộ có được mức giá 60.000 đồng trên kg. Tại các tỉnh đồng bằng Bắc Bộ như Hà Nội, Hưng Yên, Hải Dương Thái Bình, Nam Định, Hà Nam giá heo dao động từ 57.000 đến 59.000 đồng trên kg. Giá heo trong vùng vẫn trong xu hướng giảm. Giao dịch heo tại chợ đầu mối Hà Nam chưa có dấu hiệu khởi sắc. Các tỉnh Trung Du miền núi như Thái Nguyên, Bắc Giang, Phú Thọ, Vĩnh Phúc, Tuyên Quang quanh mức 55.000 đến 58.000 đồng trên kg. Tại các tỉnh Tây Bắc, giá heo hơi tại Hòa Bình, Sơn La, Lai Châu, Điện Biên cũng chỉ còn 56.000 đến 59.000 đồng trên kg. Lạng Sơn, Lào Cai 56.000 đến 59.000 đồng trên kg. Quảng Ninh 57.000 đến 60.000 đồng trên kg. Giá heo hơi miền Trung Tây Nguyên. Giá heo hơi tại các tỉnh miền Trung Tây Nguyên cũng giảm thêm. Khu vực Bắc Trung Bộ, giá heo hơi các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh quanh mức 55.000 đến 59.000 đồng trên kg. Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế giao động 55.000 đến 58.000 đồng trên kg. Khu vực Nam Trung Bộ, giá heo hơi tại Quảng Nam, Đà Nẵng ở mức 56.000 đến 59.000 đồng trên kg. Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên 56.000 đến 59.000 đồng trên kg. Các tỉnh Khánh Hòa, Bình Thuận từ 57.000 đến 59.000 đồng trên kg. Giá heo tại Tây Nguyên giá heo hơi bình quân còn 55.000 đến 57.000 đồng trên kg. Trong đó Lâm Đồng Đắk Lắk bình quân 56.000 đến 58.000 đồng trên kg. Gia Lai, Con Tum, Đắk Nông dao động từ 56.000 đến 57.000 đồng trên kg. Giá heo hơi miền Nam. Nguồn thịt heo xỉ về các chợ đầu mối của thành phố. Hồ Chí Minh tăng đột biến khiến giá thịt heo xỉ giảm. Giá heo hơi khu vực phía Nam cũng giảm theo. Khu vực các tỉnh Tây Nam Bộ giá heo hơi còn khá thấp. Tại Đông Nam Bộ, giá heo hơi tại Đồng Nai, Bà Rịa Vũng Tàu, thành phố Hồ Chí Minh khoảng 56.000 đến 59.000 đồng trên kg. Bình Dương, Bình Phước còn 56.000 đến 58.000 đồng kg. Các tỉnh Tây Nam Bộ Bình Quân còn 55.000 đến 58.000 đồng trên kg. Các tỉnh như Trà Vinh, Sóc Trăng, Bạc Liêu, Hậu Giang chỉ từ 55.000 đến 57.000 đồng trên kg. Long An, Tiền Giang 56.000 đến 58.000 đồng trên kg. Bến Tre 55.000 đến 57.000 đồng trên kg. Cần Thơ 57.000 đến 59.000 đồng trên kg. Đồng Tháp, An Giang ở mức 56.000 đến 59.000 đồng trên kg. Ông Trần Văn Phúc, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Bình Định chia sẻ, Sở và Chi cục chăn nuôi thú y Bình Định rất thận trọng trong công tác tiêm phòng. Chính vì thế, ngay khi có quyết định cho phép tiêm thí điểm diện hẹp vaccine NAVETASFVAC có giám sát, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Bình Định đã giao Chi cục Chăn nuôi và Thú y theo dõi sát sao quy trình tiêm phòng để kịp thời xử lý khi có vấn đề phát sinh. Với tinh thần chủ động phòng bệnh cho vật nuôi, một số người dân đã chủ động mua và tiêm vaccine cho heo để phòng dịch tả heo châu Phi. Tuy nhiên do việc tiêm phòng thiếu giám sát chặt chẽ của cơ quan chuyên môn nên đã xảy ra sự cố đáng tiếc nói trên. Đối với các hộ nuôi nhỏ lẻ, giá heo hơi tăng là một tín hiệu vui. Còn đối với các hộ nuôi heo với số lượng lớn hoặc trang trại, với giá thức ăn liên tục tăng cao sau hạch toán không có lãi, thực tế thị trường hiện nay cho thấy, giá thức ăn chăn nuôi tăng hơn gấp đôi so với cùng kỳ, hầu như tháng nào cũng tăng, thậm chí có tháng tăng giá đến hai lần. Diễn biến này khiến giá heo xuất chuồng tăng nhưng không theo kịp đà nhảy múa của giá thức ăn chăn nuôi. Để giúp người chăn nuôi giảm gánh nặng chi phí có lãi sau khi xuất bán, ngành chức năng cần có giải pháp giảm thuế nhập khẩu đối với một số nguyên liệu để thức ăn chăn nuôi không tiếp tục tăng trong thời gian tới. Những năm gần đây dịch tả heo châu Phi xuất hiện và diễn biến phức tạp, cùng với giá thức ăn đầu vào tăng cao, trong khi giá heo hơi lên xuống bất thường khiến nhiều người nuôi e ngại tái đàn. Là người có nhiều năm gắn bó với nghề nuôi heo, ông Trương Chí Nguyện, xã Vĩnh Bình, huyện Hòa Bình, tỉnh Bạc Liêu cho biết khoảng vài năm trở lại đây gia đình ông không dám nuôi nhiều như trước đây vì giá thức tăng cao, giá heo lên xuống bất thường, rủi ro rất cao. Theo kinh nghiệm của ông Nguyện, nguyên nhân giá heo hơi thời gian qua luôn ở mức thấp và thường sụt giảm do dịch tả heo châu Phi. Cùng với đó, giá thức ăn chăn nuôi và thuốc thú y từ giữa năm 2021 đến nay không ngừng tăng khiến chi phí đầu vào đổi lên gấp đôi so với thời điểm trước đó. Không riêng ông Nguyễn, nhiều hội viên nông dân chăn nuôi heo trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu đều e ngại với việc đầu tư chăn nuôi trước tình hình giá thức ăn, thuốc thú y liên tục leo thang. Cùng với đó, tình hình dịch bệnh trên đàn heo gần đây cũng thường xuyên xảy ra càng làm cho người chăn nuôi cân nhắc, cẩn trọng trong việc tái đàn sau khi xảy ra sự cố heo chết sau tiêm vaccine NAVETASFVAC, ngành chức năng Bình Định khẩn trương lập danh sách hộ bị thiệt hại, đề nghị NAVETCO sớm hỗ trợ cho bà con. Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Bình Định giao tri cục chăn nuôi và thú y tỉnh phối hợp với các địa phương giả soát, lập danh sách và lựa chọn các cơ sở đủ điều kiện tham gia tiêm phòng. Đợt thí điểm đầu tiên, cả tỉnh có 85 cơ sở đăng ký tiêm. Qua giả soát, ngành nông nghiệp Bình Định chỉ chọn 9 phần 85 cơ sở đủ điều kiện tham gia tiêm thí điểm với 905 liều. Quá trình tiêm thí điểm giai đoạn 1 có sự giám sát của cán bộ tri cục chăn nuôi và thú y Bình Định cùng cán bộ của Naveco. Số heo tiêm phòng trong đợt này đều ổn định. Nhận thấy đợt tiêm thí điểm vaccine AVETASFVAC giai đoạn 1 heo được tiêm không có phản ứng xấu. Vào đầu tháng 8 năm 2022, nhiều hộ chăn nuôi chủ động mua vaccine từ các trung tâm dịch vụ nông nghiệp huyện và các đại lý kinh doanh thuốc thú y để tiêm phòng cho đàn heo của mình. Đồng thời, khẩn trương tổng hợp số liệu từ các địa phương để phối hợp với Navetco tìm giải pháp khắc phục sự cố, giảm thiệt hại cho người chăn nuôi có heo bị chết sau khi tiêm vaccine. Tổng cục thống kê khuyến nghị để ngành chăn nuôi phát triển đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của người dân trong những tháng cuối năm. Các trang trại phải tìm nguồn thức ăn sẵn có trong nước để hạ giá thành chăn nuôi, kiểm soát phòng chống dịch tốt đặc biệt là dịch tả lợn châu Phi. Các cơ quan chức năng cũng cần kiểm soát xuất khẩu heo tiểu ngạch sang các nước láng giềng, kiểm soát nguồn thịt nhập khẩu có chất lượng, để ổn định thị trường sản xuất và tiêu thụ thịt trong nước, cần thực hiện quyết liệt và đồng thời nhiều biện pháp, chính sách chống đầu cơ, thao túng giá, đảm bảo quyền lợi của người chăn nuôi và người tiêu dùng. Hiện nay, một số cơ sở chăn nuôi tập trung nằm trong khu vực không được phép chăn nuôi gặp khó khăn khi tìm vị trí đất để di rời và đầu tư chăn nuôi do thành phố chưa có quy hoạch tổng thể một số cơ sở chăn nuôi đang giảm đàn dần để chấm dứt hoạt động chăn nuôi. Còn gặp khó trong việc lựa chọn ngành nghề để chuyển đổi sở nông nghiệp và phát triển nông thôn thành phố kiến nghị sớm ban hành quy hoạch tổng thể thành phố để làm cơ sở triển khai chăn nuôi tập trung, quy mô lớn và đáp ứng yêu cầu an toàn dịch bệnh. Ông Nguyễn Kim Đoán, Phó Chủ tịch Hiệp hội Chăn nuôi Đồng Nai, cho biết, ở chợ thịt heo tiêu thụ chậm, kéo theo giá heo hơi tại Đồng Nai giảm xuống mức 60.000 đến 62.000 đồng trên kg. Từ cuối năm 2020 đến nay, giá thức ăn chăn nuôi đã tăng 17 lần liên tiếp. Các chi phí khác trong chăn nuôi cũng tăng phi mã đẩy giá thành sản xuất lên 60.000 đến 62.000 đồng trên kg heo hơi xuất chuồng. Đây là mức giá thành dựa trên những hộ chăn nuôi tự chủ được con giống. Tỷ lệ hao hụt ít. Xong, nghịch lý là giá thịt heo tới tay người tiêu dùng vẫn rất cao. Đại diện Hiệp hội Chăn nuôi Đồng Nai dẫn chứng, một con heo trọng lượng một tạ chỉ 6 triệu đồng. Sau khi giết mổ đưa ra chợ, người tiêu dùng phải mua thịt ba chỉ hay sườn heo ở mức 150.000 đến 160.000 đồng trên kg. Bộ phận có giá rẻ nhất của con heo là chân giò. Giá cũng 60.000 đến 65.000 đồng trên kg. Lợi nhuận rơi nhiều vào tay các khâu trung gian. Theo ông đoán, các cơ quan chức năng nên giám sát giá thịt heo trên thị trường để người chăn nuôi không phải chịu lỗ. Bán heo với giá rẻ và người tiêu dùng không phải mua mặt hàng này với giá đắt đỏ. Sau thời gian duy trì ở mức khoảng 55.000 đồng trên kg, giá heo hơi ở Kiên Giang đã có phần nhích dần. Hiện tại khoảng 60.000 đồng trên kg. Thế nhưng trước đó, giá heo đã từng lên đến trên 70.000 đồng trên kg khiến bà con vô cùng phấn khởi. Tuy nhiên, chưa kịp vui hay gầy đàn giống mới thì giá heo lại liên tục tăng giảm khó lường khiến người nuôi vô cùng lo ngại. Vừa rồi là bản cập nhật thông tin chi tiết giá heo hơi ngày 24 tháng 9 năm 2022 được đăng tải trên kênh Giá Heo 24 giờ cảm ơn các bạn đã xem video và đừng quên đăng ký kênh để cập nhật những video mới nhất của chúng tôi xin chào và hẹn gặp lại những video tiếp theo